Sự việc xảy ra tại một cây xăng tại Bắc Ninh và được camera an ninh ghi lại. Đoàn kết ghi lại hành vi xấu xí này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm. Theo đó, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy rẽ vào để đổ xăng. Lúc này, nhân viên bước ra và cầm vòi đổ xăng cho khách. Sau đó, nữ nhân viên quay ra đặt lại vòi vào trụ. Khi vừa quay lại định thu tiền, thì nam thanh niên đã leo lên xe tăng ga phóng vọt đi mất. Thế vậy, nữ nhân viên vội chạy đuổi theo nhưng không kịp theo dõi đoạn clip cộng đồng mạng bày tỏ sự ngán ngẩm xen lẫn bức xúc trước hành vi xấu xí trên nhiều người cho rằng thanh niên này như đã có tính toán từ trước sau khi đổ xăng xong không hề do dự mà phóng xe đi thẳng